Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Rò rỉ ảnh Henne khi còn làm PC, nhan sắc và ngoại hình khi chưa đăng quang khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Henne là người đẹp dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Kể từ khi đăng quang đến nay, cô nàng mang về nhiều niềm tự hào cho đất nước trên các đấu trường nhan sắc thế giới. Có thể kể đến như top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở Thái Lan, cú xoay người tuyệt đẹp của mỹ nhân sinh năm 1992 đến nay vẫn được dư luận nhắc đến. Henne được xem như là biểu tượng của sự quyến rũ xinh đẹp trong showbiz Việt hiện nay. Tính cách thân thiện, hiền lành càng giúp cô ghi thêm dấu ấn. Nhất cử nhất động của chân dài này luôn gây được sự chú ý nhất định. Mới đây, một bức ảnh thời còn phèn chưa lấn sân vào showbiz của Henne khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Trong hình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chụp cùng Mao Thủy. Điều đáng nói thời điểm đó cô chỉ là một PC. Mao Thủy thậm chí cũng không biết Henne là ai, không nhớ là từng chụp bức ảnh này. Được biết khi này Henne vẫn là một cô gái bình thường, còn Mao Thủy đã là quán quân của Việt Nam Next Top Model. Trong một lần tình cờ gặp đối phương ở quán ăn, Henne đã xin chụp ảnh chung. Vừa qua nàng hậu đào mộ bức ảnh này lên, gắn thẻ đối phương để nhắc lại kỷ niệm xưa. Cô thích thú ghi chú, ngày ấy hâm mộ quán quân Mao Thủy. Trong khi đó Mao Thủy tỏ ra bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh. Nhìn dễ thương mà, trí nhớ mình bị thương nên chưa từng nhớ đã chụp chung với Henne. Thấy tấm hình này ngạc nhiên, Henne còn trêu lại đàn chị. Đúng rồi, chị đi cà nhắc vào ai cũng ồ lên, chị Mao Thủy kìa, em bỏ quầy chạy theo luôn. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho Henne trong khi ngoại hình lẫn nhan sắc của cô trong quá khứ không có nhiều khác biệt với hiện tại. Nàng hậu với chiều cao nổi bật, gương mặt thần thái trông khá nổi bật từ khi còn làm PC. Henne và Mao Thủy hiện tại là bạn thân, cặp đôi quen biết sau khi cùng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm đó Henne xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, còn Mao Thủy là Á hậu 2. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.